Cụ già tác động vật lý xúc phạm nam sinh trên xe bus, động thái của cậu bé khiến ai cũng chạnh lòng. Xôn xao đoạn clip một nam sinh bị cụ già lớn tuổi xúc phạm chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn tác động vật lý lên người cậu chỉ vì một lý do vô lý. Nhưng động thái phía sau của nam sinh mới là điều đáng chú ý. Cộng đồng mạng những ngày qua đang không ngừng xôn xao và chia sẻ câu chuyện về một nam sinh trên chuyến xe bus bị cụ già đứng tuổi chửi mắng thậm tệ, dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, mang tính tổn thương cao đã dành cho cậu bé. Dân tình khi nghe ngóng được câu chuyện đều không ngừng phẫn nộ và chỉ trích. Tuy nhiên, cảm xúc về sau của nam sinh trên mới là điều đáng được quan tâm. Cụ thể, sáng ngày 25 tháng 2, trên các trang tin điện tử và mạng xã hội Trung Quốc, netizen đã không ngừng xót xa trước đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé dương tuổi học sinh trung học tại tỉnh Hồ Nam bị một ông già đi cùng chuyến xe to tiếng quát tháo vì lý do cậu không nhường chỗ ngồi cho người lớn. Thậm chí nhiều người có mặt trên xe còn cho biết ông ta đã giơ tay lên và tác động vật lý vào nam sinh này. Người xem ai nấy cũng đều phải tỏ ra bất bình trước hành động thô lỗ và thiếu chuẩn mực đến từ ông cụ này. Theo đoạn clip, khi nam sinh đang ngồi trên xe thì một cụ già đội nón lưỡi trai đã tiến lại chỗ cậu bất giác to tiếng và quát: "Cậu đứng lên cho tôi, cậu xem lại, xem cậu là ai, không có tính tự giác hả, để ông già phải đứng." Trước sự lỗ mãng của ông, một số hành khách có mặt cùng thời điểm cũng không giấu được sự bức xúc. Cụ thể, những người này có lên tiếng để bảo vệ cậu nam sinh kia: "Ông ơi, người ta nhường ghế là tự nguyện, không phải nghĩa vụ. Học sinh bây giờ đều rất áp lực, sao ông nói khó nghe nặng lời thế ạ?" Trước sự phản kháng của mọi người, cụ ông này không những không im lặng mà còn gay gắt và lớn tiếng hơn, khiến sự việc càng lên đến đỉnh điểm. Người đăng tải video còn cho biết thêm, cụ ông này còn đã giơ tay lên để tác động vào cậu bé. Bên cạnh đó là tuôn ra hàng loạt những từ ngữ xúc phạm thậm tệ, cho rằng cậu là một kẻ bán nước. Chứng kiến sự việc, một người phụ nữ đã không thể chịu đựng được tình cảnh nên đã chủ động đứng lên nhường chỗ ngồi mình cho ông cụ kia để cậu bé và mọi người trên xe được bình yên di chuyển. Tuy nhiên, động thái về sau của cậu bé mới là điều dân tình chú ý, ai cũng phải chạnh lòng. Theo đó, dù bị xúc phạm nặng nề nhưng nam sinh này vẫn chịu đựng không một lời phản kháng, ngoài ra còn cố giấu đi vẻ mặt tủi thân buồn bã lau nước mắt, bất lực trước tình thế khó xử này. Được biết, nam sinh này không phải là một người vô ý thức giống như lời của ông mắng. Theo người quay clip, trước đó cậu đã chủ động nhường chỗ cho một người lớn tuổi khác, tuy nhiên được từ chối vì người này đã sắp xuống trạm dừng. Câu chuyện trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở Việt Nam. Nhiều người cho rằng ở độ tuổi vị thành niên như nam sinh kia thì tâm sinh lý rất hay nhạy cảm. Những lời nói của cụ chắc chắn sẽ tạo ra sự tổn thương và ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của cậu bé. Ngoài ra, netizen còn thẳng thắn nêu quan điểm, cho biết không phải ai là người lớn cũng đáng được tôn trọng, bởi có nhiều người có tính cách khá ngang ngược bảo thủ, điển hình là cụ già trong câu chuyện trên. Nhiều lời bình nhanh chóng cũng để lại. Netizen đồng loạt bênh vực cậu bé và chia sẻ những câu chuyện tương tự mà bản thân đã từng gặp, cho biết nếu người lớn muốn được tôn trọng thì trước hết cũng phải có thái độ xứng tầm để lớp trẻ tôn trọng trước. Hiện vụ việc vẫn đang được chia sẻ và báo giới Trung Quốc đưa tin không ngừng. Danh tính của cậu nam sinh tội nghiệp kia cũng đang được người dân nơi đây tìm kiếm không ngừng với mong muốn chia sẻ và an ủi cậu bé.